sau hơn 2 giờ đi câu được nhiêu đây? Có con đó à? Từ 1 giờ rưỡi tới 3 giờ. Hôm nay sảnh ngon cua gần bằng đây này. À, cá này làm đỡ. Cái cá này trông vậy mạnh. Cá măng này bị con cá lớn nó cắn đứt luôn nè. Cá to ăn cá nhỏ à? Cá to ăn cá nhỏ đó. Cắn đứt đuôi luôn. Kinh kinh khủng luôn. Được mấy em cái gì à? Rồi. Rồi đi làm thôi. Tạm biệt.